Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm một tựa game đó là Save the Dog. Là cứu chó, ok, cứu chó nha. Mình đã chơi được tới level 2 rồi nha. Ok, và như nào. Đây mình vẽ một cái hình đô rồi xe chở đông mà bằng cái con chó khỏi mấy con ong này chứ gì, này cũng đơn giản. Ok, này cũng bình thường mà, nhảy nhảy đúng không? Ok, game dễ. Ok, vậy rồi xong luôn. Ok, quá là easy luôn. Ok, giờ có tới hai con chó luôn, phải vẽ một cái hình dài hơn. Đây, vẫn cứ là easy. Để tới ba con chó luôn. À, à nữa. Ok, mình bị nhầm thôi, như vậy đúng không? Đó, ok. Trời, má ơi. Không tính đến luôn các bạn. Bình tĩnh là từ tốn đúng không anh? Sao mà rớt đi? Sao mà rớt đi? Đặt cực là mãi mãi. Kể tới level 7. Kể là như vậy này. Rồi kìa, đặc cấp. Ok, giờ tới là vượt 8 là có mấy cái gai này nhá. Ok, easy. Không rớt, không rớt, không rớt. Trời má ơi. Ủa, giờ căng thăng đấy. Dừng gì vậy? Vẫn cứ là easy thôi. Đừng rớt. Ok, hay quá. Ok, tới level 10 nha. Nên mình phải móc qua rồi. Tới cái màn này thế là vẫn cứ gọi là sao ta? Dễ. Vẫn là dễ. Ok, level 11. Không được hả? Giờ sao ta? Để nó dài dài ra từ đó. Thôi đặt cấp nó là mãi mãi đặt cấp nó ở đây này. Phải làm sao đấy? Ok, như vậy đi. Mà ăn đứng này nó đánh giá game nhé. Giờ qua tới hai con chó rồi vậy vậy. Ôi thua luôn. Nghe vậy đi. Vòng quanh như vậy. Ok, nếu bạn thích dùng một trên anime thì hãy tải
ngay ứng dụng Calo Thăng khai thông tin về phong phú cách chụp hình đơn giản bạn. Mình sẽ cách khác rồi. Đừng chết. Hay quá. Oh come. Dây đừng thua. Dài như vậy đó, áp dụng kiến thức hiền học vào trò chơi. Ok, và chắc clip của mình xin kết thúc ngay tại đây. Nếu các bạn yêu thích mình, đừng quên để cho mình một like, một subscribe và đừng quên ấn bấm chuông thông báo để nhận được video của mình mỗi khi mình đăng video sớm nhất. Còn bây giờ thì bye bye.